Đây là một chiến thuật swing, tức là những chiến lược dài hạn, nên mình sẽ chọn trong cái khung thời gian là H1 trở lên. Khoảng thời gian mình backtest sẽ là kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, tức là vào khoảng 2 tháng. Và kết quả như thế nào thì các bạn hãy cùng bắt đầu với mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MInvest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay, mình muốn cùng với các bạn để backtest cũng như là để check lại cái chiến lược mà mình đã gửi cho mọi người để tham khảo ở trong khoảng thời gian là 2 năm trước đây. Và đối với cái chiến lược này, nó sử dụng một cái bộ công cụ mà đến thời điểm hiện tại mình thấy nó vẫn khá là ổn và nó cũng khá là nổi tiếng trên thế giới, đấy chính là Parabolic Sine. Vậy thì sau 2 năm đến thời điểm hiện tại, đối với cá nhân mình thấy thì mình vẫn nghĩ nó là một chiến lược tốt và một chiến lược nó ổn định. Nên mình muốn là backtest nó ở trong thời điểm hiện tại để xem kết quả nó như thế nào. Thì bạn hãy xem và các bạn hãy backtest cùng với mình nhé. Và trước khi chúng ta tiếp tục với video chúng ta ngày hôm nay thì có một thông tin đến từ TradingView. Đấy chính là ngày hôm nay là ngày bắt đầu của chương trình Black Friday, một chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm của TradingView. Và với cái chương trình này, như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình, thì chúng ta có cơ hội để mua được những cái loại tài khoản trả phí của TradingView với mức phí mình thấy rất là rẻ, mà trong một năm nó chỉ diễn ra duy nhất và một lần. Đối với chúng ta và đối với cá nhân mình thì chúng ta chỉ cần mua loại tài khoản là Essential hoặc là tài khoản Plus là mình đã thấy khá là ok và đáp ứng đầy đủ tất cả những cái nhu cầu về sử dụng cơ bản của chúng ta hàng ngày. Và để sử dụng cái link này của TradingView thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả của video này, các bạn để truy cập vào cái phần link đó, hoặc là bấm vào scan cái mã QR code ở trên màn hình để truy cập đến TradingView Black Friday, nó dễ dàng và thuận tiện hơn. Và trước tiên chúng ta sẽ điểm qua cái ý chính của chiến lược này nhé. Đối với cái chỉ báo Parabolic Sine thì đây là một cái chỉ báo mình đánh giá nó khá là toàn diện và nó giúp cho các bạn xác định được cái xu hướng ngắn hạn của thị trường. Ngoài ra thì cái chỉ báo này còn đưa ra cho chúng ta những cái điểm vào lệnh và những cái điểm thoát lệnh tương đối là rõ ràng. Cái điểm trừ duy nhất của cái chỉ báo này, đấy là khi mà thị trường nó đi ngang thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái tín hiệu bị nhiễu. Chính vì thế nên mình sẽ không sử dụng cái chỉ báo này khi mà thị trường nó đang trong giai đoạn là sideways. Và cái chỉ báo thứ hai ở trong bộ chiến lược này có tên là Volume Moving Average. Đối với cái chỉ báo này thì về bản chất các bạn nhìn thấy nó là một cái chỉ báo về khối lượng, nhưng nó được thêm đường trung bình động vào. Và việc thêm cái đường trung bình động MA sẽ giúp chúng ta xác định được thời điểm mà thị trường có volume mạnh. Và điều này thì giúp chúng ta để có xác nhận về thị trường khi mà chỉ báo Parabolic Sine đưa cái tín hiệu vào lệnh. Và để cài đặt hai chỉ báo này thì bạn thì cài đặt nó trên TradingView một cách miễn phí. Và nếu như trong quá trình cài đặt các bạn có vấn đề gì thì bạn cứ nhắn cho mình theo số Zalo là 0969 156969. Ở đây thì các bạn vào TradingView này, các bạn sẽ vào phần Indicator và ở cái phần tên chỉ báo các bạn sẽ gõ chữ là Parabolic Sine. Và đối với chỉ báo này mình sẽ chọn và để nó cái thông số mặc định. Cái chỉ báo thứ hai mà mình sẽ tìm kiếm đấy chính là Volume Moving Average, EVO. Và phần cài đặt thì mình sẽ tắt cái tính năng là Separate Average. Ở phần Style thì mình sẽ thay đổi một chút về màu sắc để cho có thể dễ quan sát, để cho nó trực quan hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có những nguyên tắc vào lệnh như sau. Chúng ta sẽ có nguyên tắc đối với một lệnh mua. Thứ nhất là cái nến xanh sẽ cắt lên cái chấm Parabolic Sine ở bên trên. Và thứ hai là cái khối lượng nằm trên cái đường trung bình MA. Ở đây thì khi mà chúng ta có một cây nến xanh nó cắt cái chấm Parabolic Sine ở trên thì điều này chứng tỏ là cái xu hướng nhỏ đã chuyển từ xu hướng giảm đến xu hướng tăng. Và cái khối lượng ở đây nó ở trên cái mức trung bình thì giúp chúng ta để xác nhận là đang có một cái lực mua tương đối là lớn. Và chúng ta sẽ quan sát dưới cái chấm Parabolic Sine mới được tạo thành thì đây sẽ là một cái điểm stop loss vừa đủ và hợp lý. Nó vừa đủ chúng ta an toàn và vẫn có cái khoảng thời gian và khoảng trống đủ để giá nó chạy theo những cái xu hướng ở trong thị trường. Vậy thì còn đối với cái điểm TP thì ở đây mình có vài lưu ý như sau. Thứ nhất là các bạn thể đặt ở những cái vùng kháng cự. Thứ hai thì bạn thể đặt tại những cái mốc TP như là 1R, 2R, những cái mốc cố định. Còn trong video backtest ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng những cái mức TP lần lượt là 1, 1,5 và 2R để kết quả backtest chúng ta được chính xác cũng như là được khách quan nhất. Ngược lại với những nguyên tắc mua, chúng ta sẽ có nguyên tắc bán như sau. Thứ nhất là nến đỏ cắt dưới cái chấm Parabolic Sine ở dưới. Thứ hai là cái đường khối lượng nằm trên cái đường trung bình MA. Ở đây thì giống với nguyên tắc của điểm mua thì điểm stop loss và TP thì mình sẽ áp dụng tương tự. Ở đây thì mình có một cái điểm mình muốn nhắc và muốn clear lại cho các bạn là tại sao ở trong hai trường hợp thì chúng ta đều cho rằng là cái khối lượng phải nằm trên cái đường trung bình MA. Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ là ở trong trường hợp mua thì khối lượng sẽ nằm trên cái đường trung bình MA, còn trong trường hợp bán thì khối lượng nằm dưới cái đường trung bình MA. Thì đây mình muốn làm rõ lại cho các bạn. Khối lượng nó là một cái chỉ báo thể hiện cái sức mua sức bán ở trong cái phiên đó. Và cái đường MA sẽ giúp cho ta thấy được là cái trung bình khối lượng của bao nhiêu 20, 50 cái phiên trước đó nó ở mức bao nhiêu. Và nếu tự nhiên nó vượt qua lên trên cái mức trung bình đó thì chứng tỏ là nó đang có một khối lượng mua hoặc khối lượng bán mạnh. Và đây là điều chúng ta sẽ cần phải lưu tâm.
Và đó là những cái thông tin mà mình muốn gửi cho các bạn về cái chiến lược này. Và nếu như các bạn muốn xem lại chi tiết cũng như xem lại cụ thể thì bạn có thể xem lại về cái video trước đây của mình. Và cái phần link của video đó mình sẽ để dưới phần mô tả, hoặc các bạn sẽ scan cái mã QR code ở trên màn hình để link đến cái video đó một cách nó đơn giản và chính xác hơn. Và sau đây thì mình muốn dành thời gian để xem cũng như để backtest ở trong thực tế cái hệ thống chiến lược này nó còn hoạt động và nó có cái độ chính xác nó như thế nào. Đầu tiên với cái loại tài sản mà mình áp dụng thì mình sẽ sử dụng với là GU. Về khung thời gian thì đây là một chiến thuật swing, tức là những chiến lược dài hạn, nên mình sẽ chọn trong cái khung thời gian là H1 trở lên. Khoảng thời gian mình backtest sẽ là kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, tức là vào khoảng 2 tháng. Và kết quả như thế nào thì các bạn hãy cùng bắt đầu với mình. Ở đây đầu tiên mình thấy OK nến đỏ cắt dưới cái đường Parabolic ra. Tuy nhiên mà khi mà nhìn xuống dưới cái chỉ báo volume ấy, thì mình thấy cái chỉ báo này nó vẫn chưa vượt qua được cái đường MA. Như vậy thì mình có thể cho rằng đây là một cái tín hiệu nhiễu đến từ thị trường, và mình sẽ giữ nguyên trạng thái, mình sẽ không vào lệnh trong thời điểm này. Tiếp theo là mình nhìn thấy có một cái tín hiệu vào lệnh ở đây, một cây nến xanh cắt qua Parabolic xa. Và ngoài ra cái chỉ báo volume cũng đã nằm trên cái đường trung bình. Tuy nhiên chúng ta cần phải phân tích thêm một chút về cái lệnh này và về cái nhận định này. Ở đây mình thấy rằng cái cây nến xanh này có một cái lực khá là mạnh và có vẻ như nó phá vỡ cái vùng kháng cự này. Tuy nhiên thì cái sự phá vỡ này nó lại chưa hề rõ ràng. Thế nhưng mà nếu như xét theo cái mô hình nến thì mình thấy rằng ở đây đã xuất hiện một cái cặp nến đảo chiều, và cùng với cây nến sau đó nó có một lực mua mạnh như vậy thì mình tin được rằng giá nó còn có thể nó sẽ đi lên tiếp. Và chính vì thế mình sẽ đặt một cái lực mua ở trong khu vực này, và các bạn hãy cùng theo dõi kết quả với mình. Sau đó thì ở đây các bạn nhìn thấy nhé, giá nó đi lên và cái nhịp này mình chốt ở mức là 2R. Tiếp tục ở đây thì mình thấy là giá đã cắt qua cái khu vực Parabolic xa ở dưới. Tuy nhiên thì cái cây nến này nó cắt qua, cắt lại nó lại một cây nến màu xanh. Chính vì thế nên mình sẽ chờ đợi thêm một chút nữa để xem là trong giai đoạn này có một cái lực bán mạnh nó xuất hiện được hay không. Sau đó một vài cây nến thì có một cây nến đỏ với cái lực bán mạnh xuất hiện ở đây như các bạn nhìn thấy. Và điều này cho chúng ta thấy là phe bán nó lao vào thị trường. Và ngoài ra thì giá đã tăng khá là mạnh nên nó sẽ có một cái nhịp hồi xuất hiện. Và cái chỉ báo volume nó xác nhận cho chúng ta cái tín hiệu vào lệnh này. Chính vì thế thì mình sẽ đặt một cái lệnh sell tại đây, và các bạn hãy cùng mình theo dõi kết quả. Sau đó nhé, thì bạn nhìn thấy là giá đi đúng theo cái nhận định của mình và đã đi xuống tương đối là mạnh. Tiếp tục ở đây thì mình thấy có một cái tín hiệu vào lệnh tiếp theo này. Nó có một cái cây nến xanh khá là mạnh, nó phá vỡ qua cái chỉ báo Parabolic xa, cùng với một cái thanh khối lượng ở đây nó cũng tương đối là mạnh. Như vậy ở đây thì chúng ta nhìn thấy là phe mua đã lao vào thị trường với cái động lượng mà chúng ta nhìn thấy nó tương đối là lớn. Chính vì thế nên mình sẽ tìm kiếm một cái lệnh mua ngay tại khu vực này. Tuy nhiên thì đối với cái nhịp này do giá nó đi khá là xa nên mình sẽ vào cái nhịp với cái volume nó tương đối là nhỏ, vì stop loss như các bạn nhìn thấy nó đang ở mức khá là xa. Và điều này thì sẽ khiến cho lệnh này khó chạm được TP theo những mức tỷ lệ RR như những cái lệnh khác. Tuy nhiên sau đó thì lệnh này chạm được cái mức TP là 1R. Và đối với cái lệnh tiếp theo thì giá nó hồi xuống và phá qua đường Parabolic xa, và cái lệnh này thì đã đủ điều kiện. Tuy nhiên cái mức stop loss cho cái nhịp này nó lại xa nên là mình sẽ giảm khối lượng để giữ cái mức an toàn. Ở đây thì sau đó thì các bạn nhìn thấy nhà giá đi xuống một chút nhưng đã không chạm mức TP của mình mà lại vòng lên. Và lúc này thì các bạn thấy là giá đã chạm vào đường Parabolic xa ở trên. Và trường hợp này chúng ta có thể chấp nhận để chúng ta cắt lỗ khi cái mức âm nó chỉ là một chút, tức là nó mới chỉ ở trong mức chúng ta chấp nhận được. Và đây chính là cái lợi thế của Parabolic xa, khi mà cái chỉ báo này sẽ đi theo cái đường giá và chúng ta có thể dịch chuyển stop loss theo cái chỉ báo này để giảm cái mức thua lỗ của chúng ta. Và tiếp tục đến với cái lệnh tiếp theo thì ở đây mình thấy là có một cây nến xanh mạnh và nó phá qua Parabolic xa trong cái đoạn này. Có một cái mô hình nến đảo chiều đây nó khá là quen thuộc và mình bắt được nó, đây chính là mô hình nến sao mai. Và chính vì thế nên mình sẽ vào lệnh ngay tại khu vực này với cái cây nến xanh. Sau đó thì giá nó đi lên và mình chốt được cái nhịp này với mức là 1R. Và đó là một vài cái lệnh mà mình thực hiện được backtest ở trong cái giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên thì do cái thời hạn video này có hạn nên mình không thể nào mình show hết tất cả những cái lệnh mà mình đang có cũng như là lệnh mình đã backtest để cho các bạn xem được. Thay vào đó thì mình sẽ gửi cho các bạn cái bản tổng kết mình đã làm chi tiết đối với từng lệnh trong xuyên suốt khoảng thời gian mình backtest là 2 tháng vừa rồi. Và như các bạn thấy ở đây thì là kết quả mình tổng hợp được trong quá trình backtest. Khoảng thời gian mình backtest là khoảng 2 đến 3 tháng với tổng số lệnh là 52 lệnh. Trong đó thì có 34 cái lệnh thắng và 18 cái lệnh thua. Cái kết quả của chiến thuật này thì có tỷ lệ thắng tương đối là cao với 65% win rate. Và nếu như chúng ta duy trì với tỷ lệ RR11 thì nó sẽ có mức lợi nhuận tương ứng là 16R trong khoảng thời gian vừa rồi. Và tiếp theo thì nó sẽ cùng theo dõi chi tiết về cái tỷ lệ RR ở mỗi lệnh. Thì ở đây các bạn thấy nhé, là cái chiến thuật này đạt được cái tỷ lệ RR khá là cao, lên đến 44% trên tổng số những cái lệnh thắng. Vì đây là một chiến lược, như mình nói ngay từ đầu, nó chiến lược nó swing, đánh dài hạn. Nên là các bạn thể nhiều khi bạn thể gồng được nhiều hơn, dài hơn cái mốc 1R và 2R.
Và khi đó thì cái con số mà thống kê của mình thì nó sẽ thấp hơn so với thực tế các bạn đạt được. Vì rõ ràng các bạn có cái mức tỷ lệ RR nó sẽ dài hơn và cao hơn 3R, 4R, thậm chí là 5R. Và đó, đấy là những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, mối chiến lược mình đã gửi cho mọi người tham khảo cách đây trong 2 năm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì kết quả nó vẫn khá là tốt và khá là ổn mà, đúng không? Vậy nên thì với những clip này, với những video này, mình rất là muốn để cho xem xét lại những cái điều chúng ta xem ở trong quá khứ. Ở trong hiện tại chúng ta cần phải nâng cấp và chúng ta cần cập nhật được gì hơn không? Thì nếu có thì các bạn cứ xem và gửi cho mình để mình cập nhật và cải thiện được thêm. Và một lần nữa thì trước khi kết thúc cái video này, mình muốn nhắc lại với các bạn, cái clip này mình làm với mục đích là để chúng ta test lại trong quá khứ, test lại trong thực tế xem chúng ta có những gì thay đổi. Và nó không phải video để giúp cho các bạn nghĩ rằng đây là thị trường dễ để kiếm tiền cũng như là dễ để có lợi nhuận. Và bao giờ cũng thế thì đây là thị trường mạo hiểm và rủi ro, các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư vì các bạn không kiến thức và bạn không kinh nghiệm. Vậy nên trước khi các bạn quyết định bất cứ điều gì thì rất là mong các bạn hãy suy nghĩ và các bạn hãy cẩn trọng thật là kỹ. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video em Invest, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.